Tối 29 tháng 9, Vietnam Miss Concert Live Show đầu tiên của Hoàng Thùy Linh đã chính thức diễn ra. Sau hàng loạt những tiết mục đặc sắc, sự xuất hiện bất ngờ của Đen Vâu trong vai trò nghệ sĩ khách mời khiến cả khán đài vỡ òa. Hóa ra nam rapper chính là trùm cuối, được Hoàng Thùy Linh giữ kín đến phút chót. Thời gian qua, Đen Vâu vướng tin đồn sắp kết hôn với Hoàng Thùy Linh. Cả hai cũng úp mở, không đưa ra câu trả lời thẳng thắn về nghi vấn này. Đây là lý do việc Đen Vâu xuất hiện trong live show Hoàng Thùy Linh nhận được sự chú ý đặc biệt của khán giả. Trước khi Đen Vâu lộ diện, Hoàng Thùy Linh đã có chia sẻ đầy ẩn ý trong clip giới thiệu. Theo chủ đề chính về một đứa trẻ còn nhiều thắc mắc trong cuộc sống, Hoàng Thùy Linh đã đặt một câu hỏi khi nhân vật mẹ trong video xuất hiện. Con sẽ hạnh phúc phải không mẹ? Trong bài hát mới toanh mang tên Miền Đất Hứa kết hợp cùng Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh đã ngân nga câu từ bày tỏ niềm hạnh phúc của một người phụ nữ khi gặp được người đàn ông đời mình. Nắng của trời, tiếng của người, gần bên nhau làm em thấy vui, muốn theo chân người đi khắp nơi, từ khi anh tới lòng thấy vui lên, muốn tha anh về đây để làm của riêng. Sau đó, Đen Vâu cũng có câu rap gây chú ý, em là người khiến anh luôn hao mòn tâm trí. Đen Vâu cho biết anh và Hoàng Thùy Linh vừa thu xong ca khúc này cách đây 2 ngày. Thật sự Đen và Linh đều chưa thuộc lời bài này nên lúc diễn rất bỡ ngỡ, nhưng mà đó là thứ cách đây vài tháng Linh ngỏ lời mời với Đen và Linh muốn khán giả ở đây là những người nghe và nhận xét nó. Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đang là cặp đôi gây sốt mạng xã hội.